Như vậy thì xin mời tất cả quý vị chúng ta chịu khó lắng nghe một ca khúc Khmer. Còn tiếng Việt thì mời tất cả quý vị khách mời chúng ta đăng ký vào chương trình chúng tôi để giúp cho chương trình ngày hôm nay cho chương trình thêm phần sống động hơn quý vị. Với như vậy thì xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc mang tựa đề Ngày Hôm Nay Em Đẹp Nhất. Bạn số một con trai bạn